Xin chào anh chị và các bạn nhé. Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nhé. Thì buổi chiều ngày hôm nay mình có một món ăn rất chi là đặc biệt. Một trong những cái món ăn mà tuổi thơ mình hay thường làm đó chính là cái món chạch om với lại hoa chuối nhé. Thì nguyên liệu để thực hiện cho cái món chạch om hoa chuối này bao gồm là chạch mình sử dụng 400g, một cái hoa chuối, 2 lạng thịt ba chỉ, lá lốt, tía tô, ớt, hành hoa và hành tím cộng với lại gừng. Đây là một trong những cái món ăn mà ngày bé mình rất hay được mẹ mình làm cho thưởng thức. Thì bây giờ mình sẽ làm lại để nhớ lại cái tuổi thơ, cũng như là anh chị nào mà hay cô dì chú bác nào mà đi xa quê hay là xa quê hương thì mọi người có thể qua cái món ăn của mình để nhớ lại được cái thời gian còn bé và tuổi thơ của mình ngày xưa như thế nào nhé. Thì bây giờ mình sẽ thực hiện cái món này nhé. Thì để cái chạch này nó ngon hơn thì mình sẽ ướp với một chút gừng cộng với một chút hành tím băm, một thìa nước tương nhé, một thìa nước mắm, 1/3 thìa bột nghệ nhé. Sau đó mình sẽ đảo đều lên. Mình sẽ ướp cái phần cá chạch của mình ở đây trong khoảng tầm 30 phút để cho nó thấm gia vị đi. Sau đấy mình sẽ đem mình chiên để mình làm cái món chạch om với lại hoa chuối này. Đây là một trong những món ăn mà rất là tuyệt vời anh chị. Thịt ba chỉ mình sẽ thái ra thành từng miếng cắt con chì một nhé. Tí mình đem mình om cùng với lại phần chạch. Đối với thịt ba chỉ thì anh chị nên chọn cái phần nó có nhiều mỡ một chút. Chúng ta om nó sẽ ngon hơn, nó ngậy hơn cho cái món ăn của chúng ta. Cái phần hoa chuối thì mình sẽ thái nhỏ nó ra. Chuối có cái độ trắng và nó không bị thâm đen thì mình sẽ ngâm nó vào cái nước muối cộng với lại pha thêm một chút giấm. Sau đấy thì mình sẽ đem chiên cái phần cá chạch của mình trước mọi người nhé. Sau khi cái phần chạch mình chiên xong thì bây giờ mình sẽ đi xào phần thịt ba chỉ nhé. Xào lên. Sau đó là cái phần chạch mình đã chiên xong rồi. Tiếp theo đó sẽ là lửa bắt con mè nhé.